Này các ngươi cứ tự nhiên đối với tải vật này tùy ý lấy dùng. Thọ nhận rồi trước hết các ngươi nên tự dùng cho chân chánh, tu tập các nghiệp thiện. Sau đó lấy tải vật này thì cho các hữu tình cũng làm cho họ tu các nghiệp thiện. Nghĩa là khiến cho tu bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng khiến cho an trụ nội không cho đến vô tính tự tính không, cũng khiến cho an trụ chân như cho đến cảnh giới chẳng thả nghĩ bàn, cũng khiến cho an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng khiến cho tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng khiến cho tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng khiến cho tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng khiến cho tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng khiến cho tu tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, cũng khiến cho tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cũng khiến cho tu tất cả môn đà đa ni, môn tam ma địa, cũng khiến cho tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng khiến cho tu 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng khiến cho tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng khiến cho tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng khiến cho tu vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát chỉ dạy cho các hữu tình như vậy rồi, tùy theo pháp mà họ thích hợp, lại khiến cho họ tu tập các pháp vô lậu, trụ quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc độc giác bồ đề, hoặc vô thượng chánh đẳng bồ đề. Như vậy thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa phương tiện thiện xảo, thành thục hữu tình, làm cho họ thoát khỏi cõi ác sanh tử, chứng đắc niết bàn của tam thừa, làm lợi ích cho mình, cho người, rốt ráo an lạc. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, đại Bồ Tát tu hành tịnh giới ba la mật đa và đạo đại bồ đề của Bồ Tát phương tiện thiện xảo, thành thục hữu tình như thế nào? Phật bảo, này thiện hiện, khi các đại Bồ Tát tu hành tịnh giới ba la mật đa phương tiện thiện xảo, thấy các hữu tình thiếu thốn tài vật, phiền não mạnh mẽ, chẳng thể tu các thiện pháp, thì liền bảo rằng, các ông nếu vì thiếu thốn tài vật mà chẳng thể tu thiện, thì ta sẽ thí cho các loại tài vật, các ông chớ khỏi phiền não ác nghiệp, nên tu tập các pháp thiện như bố thí, vân vân. Đại Bồ Tát ấy an trụ tịnh giới ba la mật đa, nên nhiếp thọ các loại hữu tình như vậy. Đối với người san tham nên khiến cho họ tu bố thí không còn luyến tiếc thân mạng tiền của. Đối với người phá giới, khiến cho họ tu tịnh giới khéo thọ trì thực hành 10 thiện nghiệp đạo, trụ luật nghi giới, không khuyết không mất, không nhơ không tạp, cũng không chấp thủ. Đối với người sân nhuế khiến cho họ tu an nhẫn. Đối với người biếng nhác khiến cho họ tu tinh tấn. Đối với người tâm tán loạn khiến cho họ tu tịnh lự. Đối với người ngu si khiến cho họ tu diệu tuệ. Đối với người chấp các pháp khiến cho họ tu pháp không. Đối với người không có các loại công đức thủ thắng khác khiến cho họ tu học đầy đủ. Như vậy thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ tịnh giới ba la mật đa, thành thục hữu tình, phương tiện thiện xảo, khiến cho họ thoát khỏi cõi ác sanh tử, chứng đắc niết bàn của tam thừa, làm lợi ích cho mình, cho người, rốt ráo an lạc. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát tu hành bốn ba la mật đa khác và đạo đại Bồ Đề của Bồ Tát khác, mỗi mỗi đều có thể làm phương tiện thiện xảo, dùng tất cả thiện pháp thành thục hữu tình khiến cho họ thoát khỏi cõi ác sanh tử, chứng đắc niết bàn của tam thừa, làm lợi ích cho mình, cho người, rốt ráo an lạc, mỗi mỗi rộng nói như pháp bố thí trên. Hết quyển thứ 475.